Thông cảm. Ờ, lạnh thế. Vậy tí, ngon nhà. Tí em dừng em ấy.
chị phải đăng ký mạng như thì bắt được là phải quay được chứ. Nhưng mà bình thường chị vẫn phải trừ tiền rồi vẫn cái rồi. Làm trừ tiền để lên mạng bình thường. Làm riêng một cái máy có mạng ấy. Đăng ký mạng. Làm dùng riêng một cái mua quay được. Mua một cái sim 1.65 ấy dùng kẹt luôn. Nhà điều kiện mà không mua cái sim. Đây này cái sim ấy mà dùng cái sim ấy này không gọi đâu, chỉ có vào mạng thôi. Em đấy mà. Em vừa bay từ Trung Quốc về. Thật, vừa bay từ Trung Quốc về. Nếu hôm nay mà bắt không bán chuyện. Đông kinh khủng luôn, mức độ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Kín hết khán đài rồi. Lâu hơn chị ơi, 8 giờ đội tuyển mới ra sân mà chị ơi. Đội tuyển đang về khách sạn nghỉ. Nhìn anh Sơn bắt đầu Mỹ Đình đang khá là A, B, C và D là ký hết rồi. Và 8 giờ thì đội tuyển U23 Việt Nam mới trở về sân vận động Mỹ Đình. Bên không hủy kiểu gì đấy? Nhà điều kiện thì cái gì hủy? Có 1 tháng 50 hay 70 nghìn. Ôi, thấy chưa? Kinh khủng không? Vũi ô xe rồi. Bật ba giờ lên thì nhanh. Lít lít anh mà lại còn nhiều nữa. Đang lên. Hey, hủy mình đang là hủy hủy bốn điểm rồi. Rồi cái đi đến lúc tiếp theo nó. Đăng ký mình mắc rồi nhá. Từ hết một tháng. Trước hôm một tháng này nó bảo nó nhận tin cho chị đó. Em đăng ký cái gói gói từ một ngày ấy, nên là bao nhiêu đấy? Ờ gói từ một ngày á. Không có ngày anh ơi. Quay mày chưa à? Quay mày chị đây này. Ok.